Bảng E là một bảng đấu kỳ lạ của Euro 2024 khi sau hai lượt trận, bốn đội cùng có 3 điểm và chẳng khác nào bây giờ họ mới bắt đầu xuất phát. Nói vậy thôi, chứ hai trận vừa rồi đã mang tới những thông số và những mối ràng buộc phức tạp giữa cả bốn đội để người ngoài nhìn vào sẽ càng thấy phức tạp hơn. Nhưng với Ukraine và Bỉ ngày hôm nay, lựa chọn của họ lại đơn giản hơn rất nhiều, đó là giành 3 điểm. Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Sôi động cùng Euro số 34. Cùng thua ở lượt trận mở màn và cùng chiến thắng ở trận đấu tiếp theo, sự tương đồng về hành trình của Ukraine và Bỉ tại Euro 2024 là một điều thú vị. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ của họ là phải lấy hết điểm số của đội kia trong trận đấu kế tiếp. Nếu không, chưa chắc điều gì sẽ xảy ra với hai đội bóng này. Bỉ đã khởi đầu khá chậm chạp ở Euro 2024, bằng chứng là trận ra quân, họ đã bị Slovakia đánh bại với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội tuyển lớn để giúp Bỉ trở lại kịp thời với chiến thắng 2-0 trước Romania ở lượt trận thứ hai. Thực tế, Bỉ cũng khá đen đủi ở các giải đấu năm nay. Họ là đội tuyển duy nhất cho tới thời điểm này ở Euro 2024 bị VAR từ chối tới 3 bàn thắng vì các lỗi khác nhau. Trước đó, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Bỉ ở trận gặp Slovakia là 1,96, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Đó là những số liệu cho thấy, thực ra Bỉ đang khá kém duyên ở Euro 2024, còn thực tế màn trình diễn trên sân của họ cũng không đến nỗi nào. Về phía Ukraine, họ đã thua 0-3 trước Romania ở trận mở màn. Tuy nhiên ở vòng sau thì chiến thắng 2-1 trước Slovakia đã giúp Ukraine thắp sáng lại hy vọng giành vé đi tiếp. Ở lượt đấu cuối này, họ buộc phải có 3 điểm mới có nhiều hy vọng có vé. Một trận hòa trước Bỉ cũng có thể là không đủ để so đọ với các đội đứng thứ 3 ở những bảng đấu khác, khi Ukraine hiện có hiệu số bàn thắng thua là -2. Ukraine là đội tuyển chơi theo trường phái kiểm soát bóng, với mục tiêu buộc phải thắng. Không ngạc nhiên khi Ukraine sẽ tiếp tục cố gắng cầm bóng nhiều ở màn so tài này, và đây sẽ là môi trường thích hợp để Bỉ triển khai thứ bóng đá phòng ngự phản công yêu thích. Họ đang sở hữu những nhân tố rất phù hợp với cách chơi này trên hàng công như là Lukaku, Doku hay là De Bruyne. Nếu Ukraine mải mê dâng cao tìm kiếm bàn thắng, họ rất có thể sẽ nhận đòn trừng phạt từ Bỉ. Việc Bỉ thắng Romania đã khiến cho cả 4 đội ở bảng B tại Euro 2024 cùng với 3 điểm sau 2 lượt trận. Bỉ sẽ lọt vào vòng 1-8 với tư cách là một trong 2 đội đầu bảng. Nếu tránh được thất bại trước Ukraine, Bỉ sẽ đứng đầu bảng nếu thắng và Slovakia không đánh bại Romania, hoặc nếu cả 2 trận đều hòa và Bỉ ghi nhiều bàn thắng hơn Romania trong trận hòa, Bỉ sẽ không thể lọt vào vòng 1-8 nếu thua và Romania tránh được thất bại. Ukraine sẽ lọt vào vòng 1-8 nằm trong top 2 nếu đánh bại Bỉ. Ukraine sẽ về nhất nếu thắng và Romania không đánh bại Slovakia. Ukraine sẽ đứng thứ 3 nếu hòa và trận còn lại không hòa. Ukraine sẽ không thể lọt vào vòng 1-8 nếu thua và Romania tránh được thất bại hoặc nếu cả 2 trận đều hòa. So với Euro 2020, đội tuyển Bỉ có đội hình không quá chất lượng. Trong bối cảnh đó, Lintro Chosat, cầu thủ có mùa giải rực sáng trong màu áo của Arsenal, nhận được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Đặc biệt anh có phong cách thi đấu tương tự Eden Hazard, một ngôi sao đẳng cấp từng giúp cho đội tuyển Bỉ vào sâu các giải bóng lớn. Tuy nhiên màn thể hiện của Lintro Chosat ở trận đầu tiên tại Euro 2024 hoàn toàn thất vọng. Trước đối thủ yếu là Slovakia, Lintro Chosat thi đấu gần 80 phút nhưng chỉ có một cú sút trúng đích. Còn lại cầu thủ mang áo số 9 của đội tuyển Bỉ thường chuyền lỗi, mất bóng hoặc xử lý quá chạm, làm lỡ nhịp tấn công của đội nhà. Lintro Chosat là một trong những cầu thủ nhận điểm thấp nhất trận và bị cổ động viên Bỉ chỉ trích rất nhiều. Đồng thời màn thể hiện không tốt của Lintro Chosat cũng đã khiến cho đội tuyển Bỉ thua Slovakia 0-1 dù được đánh giá rất cao. Nhưng thay vì động viên cậu con trai, cha của Lintro Chosat là ông Peter Chosat bất ngờ mang câu chuyện của anh để nói với tờ The Morgen Bỉ. Ông Peter Chosat cho rằng chính huấn luyện viên đội tuyển Bỉ Domenico Tedesco đã xếp con trai mình đá sai vị trí, khiến Lintro Chosat chẳng thể hiện được gì. Ông Peter Chosat cho biết, tôi không nghĩ Tedesco là huấn luyện viên giỏi cho đội tuyển Bỉ. Lintro Chosat bị chỉ trích, nhưng cậu ấy đã bị huấn luyện viên yêu cầu chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
Chính điều đó khiến Trossard chẳng thể hiện được nhiều điều, mờ nhạt cả trận. Đồng thời, nếu được trả về vị trí sở trường, Lindroy Trossard có thể sẽ tỏa sáng. Lời của ông Peter Trossard có lẽ đã truyền đến tai huấn luyện viên Domenico Tedesco. Hậu quả là ở trận gặp đội tuyển Romania, con trai của ông bị đẩy lên băng ghế dự bị. Vắng Lindroy Trossard, hàng công của đội tuyển Bỉ vẫn thi đấu rất tốt. Sau 2 trận đấu liên tiếp cho đội nhà, nếu đưa được bóng vào lưới nhưng rồi trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị, bạn sẽ bị cho là kém may mắn. Khi điều này xảy ra lần thứ 2, bạn sẽ bị cho là kẻ đen đủi. Còn khi nó xuất hiện tới 3 lần, bạn sẽ được gọi là Lukaku. Vâng, đó là một cách diễn đạt vui cho sự kém duyên đến khó hiểu của tiền đạo đội tuyển Bỉ. Không biết trong trận đấu với Ukraine sắp tới, liệu cầu thủ này còn bị khước từ bàn thắng nữa hay không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại những tình huống dở khóc dở cười với chân sút 31 tuổi này nhé. Phút 64 trong trận đấu giữa Bỉ và Romania ở vòng 2 bảng E Euro 2024 sáng 23 tháng 6, tiền vệ Kevin De Bruyne nhận bóng từ trung lộ rồi truyền cho Lukaku để cầu thủ này sút tung lưới thủ thành Nita. Lukaku sau đó ăn mừng cuồng nhiệt cùng với các đồng đội, nhưng nụ cười nhanh chóng bị dập tắt khi VAR xác định tiền đạo người Bỉ đã việt vị. Vai và đầu gối của Lukaku vượt lên trên cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự Romania và bàn thắng không được trọng tài công nhận. Đây là lần thứ 3 Lukaku gặp vận đen khi bị công nghệ VAR từ chối bàn thắng. Khi ở trận ra quân giữa Bỉ và Slovakia, anh cũng có 2 bàn thắng không được công nhận. Đó là trận đấu mà Lukaku đã ghi bàn ở phút 55, nhưng công nghệ VAR xác nhận Lukaku đã việt vị. Đến phút 86, công nghệ Slickometer lần đầu tiên xuất hiện tại Euro 2024 tiếp tục xác định cầu thủ Loïs Openda phạm lỗi tay chạm bóng trước khi Lukaku ghi bàn. Huấn luyện viên Domenico Tedesco than thở khi chứng kiến vận đen đeo bám học trò của mình. Trận trước, Lukaku thật không may khi việt vị khoảng 2mm trước khi ghi bàn. Ở tình huống ghi bàn thứ hai sau đó, tôi không chắc là bóng đã chạm tay Loïs Openda trước khi truyền cho Lukaku hay chưa. Ở trận đấu này, cậu ấy tiếp tục không có được may mắn. Lukaku đã ghi 3 bàn, nhưng cả 3 đều không được công nhận. Ngoài ra, cậu ấy còn rất nhiều cơ hội ghi bàn khác, nhưng đều bị thủ môn hay hậu vệ đối phương từ chối. Tôi không thể lý giải được sự kém may mắn của cậu ấy cho tới lúc này. Trong khi đó, tiền vệ De Bruyne được lên tiếng động viên người đồng đội. Lẽ ra anh ấy phải có bàn thắng. Khi bạn nói về một lỗi việt vị khoảng 2cm, không có gì phải thất vọng cả. Anh ấy đã có một giải đấu tuyệt vời cho đến nay. Dẫu Lukaku có tiếp tục bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị mà tuyển Bỉ đánh bại Ukraine thì tin chắc là những người hâm mộ của họ vẫn vui thôi ạ. Nhưng người hâm mộ Ukraine thì đương nhiên không muốn điều này rồi. Khi mà cả hai bên đều nhất quyết không chấp nhận đội mình gặp kết quả tệ, chúng ta sẽ phân giải bằng cách nhờ bên thứ ba. Và bên thứ ba như chúng tôi đề cập ở Sôi Động Cùng Euro, không ai khác ngoài nhà tiên tri của chương trình. Sau đây, xin mời nhà tiên tri vào vai người phán xử cho cặp đấu này nhé. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với Dự đoán Cùng Euro với nhà tiên tri Hàm Tờ Kiêu của chúng ta. Và trận đấu ngày hôm nay, Hàm Tờ Kiêu dự đoán đã chính là trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bảng E, một bảng đấu rất đặc biệt của Euro năm nay khi cả 4 đội sau 2 lượt trận đều đang có 3 điểm. Và tạm thời dẫn đầu bảng E hiện tại đang là Romania, xếp thứ 2 là đội tuyển Bỉ, thứ 3 là Slovakia và đang tạm xếp cuối bảng là Ukraine. Và trận đấu Hàm Tờ Kiêu dự đoán trong khuôn khổ bảng E ngày hôm nay đó chính là trận đấu diễn ra giữa Ukraine và đội tuyển Bỉ. Liệu đội tuyển nào sẽ có được 3 điểm để giành vé đi tiếp đây? Hãy cùng xem Hàm Tờ Kiêu của chúng ta dự đoán nha. Và để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của Ukraine. Còn ở bên phải màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Bỉ. Và như vậy là phần dự đoán của Hàm Tờ Kiêu đã chính thức bắt đầu. Vâng, ngay từ những giây phút đầu tiên Hàm Tờ Kiêu đã di chuyển bát thức ăn bên phía Ukraine rồi. Nhưng ngay lập tức thì Hàm Tờ Kiêu di chuyển ra. Lúc này Hàm Tờ Kiêu lại di chuyển về phần sân bên phía đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên thì Hàm Tờ Kiêu vẫn đang ở phía cột cờ góc. Và lần này là di chuyển bát thức ăn bên phía đội tuyển Bỉ nhưng ngay lập tức cũng đi ra rất nhanh. Hàm Tờ Kiêu chưa lựa chọn ăn ở bát thức ăn của bất kỳ đội bóng nào cả. Hàm Tờ Kiêu hiện đang ở phần sân của Ukraine, vẫn đang ở ngoài thôi, chưa quan tâm gì mấy đến bát thức ăn đang đặt ở khung thành của bên phía đội tuyển Ukraine. Hàm Tờ Kiêu vẫn đang là khá là nhởn nhơ di chuyển ở khu vực đường biên dọc.
di chuyển thường xuyên qua phần sân của cả hai đội. Tuy nhiên thì vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Không biết là Hàn Thông Hiên sẽ dự đoán đội nào có được 3 điểm trong trận đấu này đây. Hàn Thông Hiên thì vẫn đang miệt mài di chuyển ở khu vực cột cờ góc và không quan tâm mấy đến bát thức ăn của cả hai đội. Và thời gian dự đoán dành cho Hàn Thông Hiên cũng đã sắp hết rồi. Và thời gian dự đoán đã hết, Hàn Thông Hiên đã lựa chọn không ăn bát thức ăn nào cả, đồng nghĩa với việc Hàn Thông Hiên dự đoán đội tuyển Ukraine và đội tuyển Bỉ sẽ hòa nhau. Và lựa chọn của quý vị và các bạn là gì? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhà tiên tri của Sôi Động Cùng Euro đã thực hiện nhiệm vụ của mình rồi. Còn bây giờ sẽ là lúc các bạn thực hiện nhiệm vụ của các bạn. Đó là hãy cho chúng tôi biết bạn dự đoán trận đấu Ukraine-Bỉ sẽ kết thúc với tỷ số nào. Chúng tôi rất mong chờ những comment của các bạn dưới video này. Và biết đâu, người có tài tiên tri lại chính là khán giả của chương trình thì sao? Chúc các bạn may mắn và xin chào tạm biệt.